Chào mừng các bạn đến với số tiếp theo của chương trình Hồ sơ FIFA. Nhân vật tuần này mà chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Anh cũng nổi bật với cá tính mạnh và những phát ngôn gây sốc. Mùa hè vừa qua, vụ chuyển nhượng của anh cũng là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng. Đến đây, chắc bạn cũng đã đoán ra phần nào nhân vật của hồ sơ FIFA số thứ 6 rồi. Đó chính là Zlatan Ibrahimovic và thẻ mùa giải 15 của anh. Ibrahimovic chuyển sang thi đấu cho Manchester United theo dạng chuyển nhượng tự do, và đây quả thực là một món hời của Quỷ Đỏ. Khi mà họ gần như không mất một đồng nào để sở hữu chàng tiền đạo hàng đầu thế giới, người có thể ghi hơn 30 bàn thắng một mùa. Dù chưa hoàn toàn hòa nhập với câu lạc bộ mới, nhưng Ibrahimovic vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình với những bàn thắng quan trọng, đẹp mắt, giúp Manchester United vô địch Community Shield Cup và đang bay cao trên bảng xếp hạng của Premier League. Trong FIFA 23, tuy mùa 15 không phải là thẻ mùa giải tốt nhất của tiền đạo người Thụy Điển, nhưng Ibra mùa 15 vẫn là một cỗ máy ghi bàn đáng sợ. Chỉ số tổng quát của Ibra mùa 15 đứng ở mức 82, nhưng thường xuyên được tăng lên nhờ lead boost bởi phong độ tốt mỗi cuối tuần. Điểm nổi bật nhất ở bộ chỉ số của Ibra là sức mạnh lên đến 90, cộng thêm lực sút ở mức 88. Ibrahimovic mùa 15 sở hữu chiều cao 1m95, nặng 95 cân cùng 4 sao kỹ thuật. Anh có tới 8 phong cách chơi là cây săn bàn, sát thủ, xạ thủ, chuyên gia không chiến, chiến binh, đại pháo, chuyên gia đá phạt và nghệ sĩ. Phong cách chủ đạo có màu vàng chính là cây săn bàn. Cùng với đó là 3 chỉ số ẩn khác, đó là lãnh đạo, tinh tế và sút xa. Với lợi thế về sức mạnh và thể hình cao to, Ibrahimovic mùa 15 dễ dàng chiến thắng trong những pha không chiến. Anh trụ rất vững, thường xuyên đè người hậu vệ đối thủ khi bật nhảy. Những cú đội đầu của anh rất khó cản phá bởi bóng đi căng, dù anh không có chỉ số ẩn đánh đầu mạnh. Khả năng đánh đầu của Ibra mùa 15 ghê gớm, nhưng về uy lực thì vẫn thua xa những cú sút của anh. Tuy không quá hiểm hóc, nhưng những cú sút CD hay volley của anh có thể đánh bại bất kỳ thủ môn nào bởi bóng đi rất nhanh. Ngay từ khu vực ngoài vòng cấm, bạn hoàn toàn có thể đe dọa khung thành đối phương bằng những cú nã pháo mang thương hiệu của Ibra. Ibrahimovic mùa 15 là một siêu tiền đạo có khả năng lập siêu phẩm cao nhờ những cú dứt điểm căng như kẻ chỉ kết hợp với khả năng xử lý bóng tinh tế, quả là đáng gờm. Tuy nhiên, Ibra mùa 15 khá lười chạy nhưng anh thường xuyên có mặt trong vòng cấm, đồng thời chọn điểm rơi đón những quả chọc khe bổng hay những quả tạt rất chính xác. Anh đỡ những đường bóng bổng rất gọn, ít khi để vuột bóng xa khỏi tầm khống chế của mình. Ibrahimovic chọn vị trí rất ổn nhưng không giỏi luồn lách trong vòng cấm. Đôi khi Ibra cũng lùi về sâu, bắt người chơi phải chờ đợi khá lâu rồi mới lao vào vòng cấm địa. Ngoài phẩm chất của một tay săn bàn hàng đầu, Ibra mùa 15 còn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tiền đạo làm tường. Anh thực hiện tốt những pha phối hợp cùng những quả chọc khe bổng tầm ngắn và trung bình khá chính xác. Thêm vào đó, Ibra mùa 15 còn che bóng khá chắc chắn và xoay sở đảo chân một cách khéo léo. Bất chấp thể hình to con của mình, anh hoàn toàn có thể thu hút các cầu thủ đối phương trước khi tung ra những đường chuyền quyết định. Nếu đối thủ của bạn có Ibra mùa 15 trong đội hình, hãy cẩn thận với sức mạnh của anh. Anh rất khủng khiếp trong những pha tranh chấp tay đôi, cộng thêm sức diễn khá nên gây áp lực rất tốt lên hàng phòng ngự của đối phương, hút hậu vệ, tạo khoảng trống cho tiền đạo khác. Nói gì đi chăng nữa, Ibra mùa 15 cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chính vì vậy, anh băng lên và bứt tốc khá chậm chạp, ảnh hưởng nhiều đến khả năng tấn công nhanh của đội. Tuy xử lý bóng khéo léo và tinh tế, nhưng Ibra mùa 15 vẫn rất khó thích nghi với lối đá hoa mỹ, kỹ thuật. Anh là mẫu tiền đạo hợp với lối đá đơn giản nhưng hiệu quả, hạn chế những pha xử lý rườm rà. Giá bán của Ibrahimovic mùa 15 trên thị trường chuyển nhượng là tầm 6 triệu EP vào thời điểm làm clip. Nhưng trước khi chuyển đến chơi cho Manchester United, giá của anh chỉ dừng ở mức 2 triệu EP, tức là tăng đều từng ngày dựa theo phong độ ấn tượng ngoài đời. Xin được chấm điểm 8/10 cho tiền đạo gừng càng già càng cay này. Ibra mùa 15 luôn săn tìm siêu phẩm.